Rồi, mến chào mọi người quay trở lại với channel YouTube Brut Design. Hôm nay Thủy xin chia sẻ cho mọi người một cái video mà sau khi xem xong video này, công việc xử lý hình ảnh của mọi người sẽ trở nên đơn giản và thảnh thơi hơn rất là nhiều. Thì để có được cái thành quả đó thì chúng ta phải cố gắng cùng nhau set up những cái bước đầu tiên. Rồi, chúng ta muốn có quả ngọt thì mọi người phải đi trồng cây. Muốn trồng cây thì mọi người cần có đất, có cây, có nước, có phân bón. Thì việc đầu tiên mọi người cần làm là chúng ta sẽ cài một cái plugin, đó là plugin Retouch For Me. Thì mọi người khi mà tìm trên mạng thì chúng ta sẽ có phải gặp một số nơi là người ta bán, nhưng mà Thủy cũng may mắn là Thủy được một người anh trong nghề để share lại cho mình. Thì mình Thủy cũng xin chia sẻ free lại cho mọi người nha. Thì mình sẽ để link tải ở phần mô tả của video nha, mọi người vào đó tải. Và khi tải về thì chúng ta sẽ có file cài đặt, mọi người cứ tiến hành cài đặt bình thường nha. Rồi khi mà nó hỏi password thì mọi người nhập cái password này cho mình vào, mình có đính kèm ở đó luôn. Thì cái việc mà cài đặt phần mềm hay là Photoshop hay là bất cứ cái phần mềm nào cũng vậy, mọi người cố gắng là nên tập cài nha. Tại vì mà chúng ta không thể mà đi nhờ người khác hoài được, mình cố gắng là tự tập cài đi. Tại vì chúng ta cần làm được những cái việc nhỏ trước khi mà chúng ta muốn làm việc lớn. Thì bây giờ cái việc mà cài đặt phần mềm nó không còn khó như hồi xưa nữa, chúng ta chỉ cần mất vài giây thôi. Mọi người có thể lên mạng, lên Google, YouTube hay là bất cứ đâu, chúng ta đều có thể tìm được những bài viết, những video hướng dẫn rất là chi tiết cho mọi người rồi. Mọi người có thể lên đó xem và tham khảo để cài đặt nha. Rồi sau khi mà cài đặt thành công á, thì mình sẽ có được một cái plugin như vậy. Sẽ có những cái chức năng nhỏ trong này. Đó là làm sạch background này, đốt ánh bơn tự động, làm sáng mắt, làm thẳng áo quần, xóa mụn tự động và làm tăng contrast tự động. Rồi thì tùy theo từng cái bộ hình mà mọi người có thể lựa chọn một, hai hoặc là nhiều chức năng trong này nha. Mình không nhất thiết là phải thực hiện chạy tất cả các chức năng trong này, tùy theo nhu cầu của mọi người. Mình lấy ví dụ nha, lấy ví dụ cho dễ hiểu. Là ví dụ mọi người chụp bộ hình ngoài cảnh thì đâu cần thiết phải sử dụng cái chức năng là làm sạch background đâu. Hoặc là ví dụ da mẫu đẹp sẵn thì mình cũng không cần là phải nhặt mụn tự động. Rồi mình nhắc lại là tùy theo nhu cầu của mọi người. Mọi người có thể tùy chọn từng cái chức năng trong này, tùy theo từng cái bộ hình. Rồi thì sau khi mà có được cái plugin này rồi thì mình sẽ tiến hành cài đặt những action nhỏ. Rồi, ví dụ ở đây là mình sẽ tạo ra bốn cái action nhỏ: nhặt mụn tự động, đốt ánh bơn tự động, contrast và làm sáng mắt. Rồi tùy theo nhu cầu, mình nhắc lại tùy theo nhu cầu nhé. Ở đây thì mình làm bốn cái chức năng demo như vậy. Rồi sau khi mà mình tạo được bốn cái chức năng nhỏ là bốn action này rồi, cách tạo action thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở những video lần trước rồi, nó không có gì khó hết. Thì thay vì mọi người phải đi làm từng bước thì mình tạo ra một cái action sẵn, mình thu gom tất cả các bước đó thành một cái action để mình tiết kiệm thời gian thôi. Rồi khi mà mình tạo được bốn action này rồi thì mình sẽ tạo ra một cái action lớn, nó sẽ bao gồm bốn action nhỏ này. Việc tạo action lớn này nó cũng đơn giản như là việc chúng ta tạo action nhỏ thôi. Thì mọi người cứ tạo action lớn bình thường, sau đó chúng ta sẽ lần lượt chạy từng cái chức năng. Rồi, mình có một cái mẹo ở đây là chúng ta sẽ tạo ra tất cả các chức năng trong plugin Retouch For Me trước, rồi tùy theo từng cái nhu cầu, từng cái bộ hình của mọi người có thể lựa chọn để tạo ra cái action lớn cho từng cái job của mọi người. Rồi, ví dụ mình ở đây là mình sẽ chạy bốn cái này, 1, 2, 3, 4. Rồi tuy nhiên thì mình cảm thấy là cái chức năng mà làm sáng mắt nó không cần thiết lắm, thì bây giờ mình sẽ thay cái chức năng này bằng một cái action khác, là mình sẽ thay nó bằng chức năng là tự động lưu. Thì mục đích là để lát nữa mà hình chúng ta làm xong, nó sẽ tự động nó nhảy vào đây, nó lưu ở trong này luôn. Đó, chúng ta chỉ việc kéo tất cả cái đóng này, chúng ta bỏ vào đây, nó chạy xong là nó sẽ lưu vào trong này. Rồi thì đương nhiên bây giờ nó sẽ chưa có gì hết. Rồi mình sẽ thay cái action cuối cùng này bằng cái action là lưu tự động nha. Rồi thì mình sẽ bấm vào đây và nhấp vào cái biểu tượng hình tròn này. Rồi mình sẽ vào file, chọn Save and Copy. Rồi mình sẽ nhấp chọn cái biểu tượng này. Rồi đây là tên file, mình để đuôi là JPEG nha, để nó xuất ra đuôi JPEG. Rồi chọn lưu, chất lượng là 12 tối đa, ok. Rồi sau đó bấm dừng lại. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một action lớn bao gồm các bước nhặt mụn này, đốt ánh bơn này, contrast này, làm sáng mắt này và tự động lưu. Đây. Rồi mình có thể xóa bớt cái này đi để không cần thiết trong cái việc mình xử lý bộ hình này, thì mình xóa bớt nó đi. Rồi như vậy là lát nữa là mỗi tấm hình nó sẽ thực hiện qua bốn cái bước này, nó mở lên rồi sau đó nhặt mụn này, nó đốt ánh bơn này, nó tăng contrast, sau đó nó tự động nó lưu luôn nha. Rồi thì đây là cái action lớn mà mình sẽ sử dụng để mình chạy cái chức năng auto này.
Rồi sau khi mà mọi người tạo ra được cái action lớn này, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt một cái droplet để mình lát nữa mình chạy tự động. Thì đây chính là cái droplet mà mình đã tạo sẵn ở đợt trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi để làm lại nha. Rồi. Rồi mình sẽ vào file này. Chọn Automate và chọn tạo droplet. Rồi ở trong cái bảng giao diện này thì mình sẽ tiến hành cài đặt vài bước cho nó. Ở đây là nơi sẽ lưu cái file droplet. Thì mình sẽ tìm đến cái folder hồi nãy, mình sẽ đặt tên cho nó auto return. Rồi lưu, đây là cái nơi mà sẽ chứa cái action mà chúng ta chạy xong, thì hồi nãy mình có lưu trong Brush Design. Rồi đây là cái action lớn mà mình đã tạo ở trước đó rồi. Rồi ở qua cái mục này mình sẽ chọn là folder nha. Đây là nơi mà sẽ lưu hình của mình xuất ra. Mình sẽ tìm đến cái chỗ mà lưu hình cho mình. Rồi ví dụ ở đây là hình lát mình xuất ra nó sẽ nằm ở đây. Mình sẽ chọn folder này. Rồi mọi người nhớ tích vào đây nha, để nó chọn chọn chức năng tự động lưu. Rồi mọi người chọn những cái chức năng ở dưới này tương tự như vậy cho mình. Đây là tên file mình có thể tùy chỉnh nha. Rồi sau khi mọi người hoàn thành xong, mọi người nhấp OK. Rồi thì nó sẽ tạo ra một cái droplet. Đây mình vừa tạo xong. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái chức năng này rồi. Thì việc còn lại của chúng ta là chỉ việc kéo tất cả các tấm hình mà chúng ta muốn xử lý, kéo vào đây thì nó sẽ tự động chạy, mở file, xử lý những cái bước mà hồi nãy mình đã setup. Nó xử lý xong thì nó sẽ lưu vào đây. À, để mình tiến hành mình làm cho mọi người luôn nha. À, ví dụ mình có thể kéo bao nhiêu tấm cũng được, tùy theo số tấm mà mình muốn xử lý. Thì mọi người muốn nhân á, thì mọi người có thể giảm bớt size của tấm hình đi để cho việc chạy trở nên nhanh hơn. Thì tùy theo những nhu cầu của mọi người. Ví dụ hình đăng Facebook hoặc là hình làm album nhỏ thì mọi người có thể giảm size nó trước nha. À, mình cầm này mình kéo thả vào đây. Rồi sau đó chúng ta chỉ việc chờ Photoshop nó xử lý thôi. Đấy, Photoshop sẽ tự động mở file, sau đó xử lý từng cái bước cho chúng ta. Thì quá trình này nhanh hay chậm tùy thuộc vào cấu hình của mọi người, của máy mọi người tính mọi người, hoặc là tùy thuộc vào file lớn hay nhỏ. Là mọi người chỉ việc chờ đợi thôi nha. Thì đương nhiên là mình cũng có một vài chia sẻ với mọi người, thì cái gì mà auto, cái gì mà nhân á, thì đương nhiên nó sẽ có những cái hạn chế nhất định. Cho nên là mọi người tùy theo nhu cầu của mọi người nha, mọi người có thể áp dụng cái chức năng này để xử lý bộ hình của mình nhiều hay là ít, hoặc là không xử lý. Thì mình cũng có nhắc rồi là ví dụ mọi người xài đi mua panel, đi mua plugin cũng vậy, thì đương nhiên là mình không có phí gì là bảo là không tốt, nhưng mà mọi người nên tìm hiểu nó trước và nên hiểu bản chất trước để mình hiểu về nó trước. Không phải là chúng ta chỉ thấy người ta review thấy tốt, thấy nhanh thì mọi người cứ mua về, nhưng mà lỡ gặp phải những trường hợp mà chúng ta ví dụ không có máy tính này, hoặc là chúng ta đi một nơi khác không có panel, thì lúc đó mọi người không có biết để xử lý. Thì mọi người phải cần nắm được cái bản chất của nó trước, rồi sau đó mọi người mới dùng nó, thì nó sẽ giúp ích cho mọi người hơn rất là nhiều. Rồi thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Rồi nếu thấy video này bổ ích tốt cho công việc của mọi người thì mọi người có thể cho mình một like, một subscribe. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người thành công.